Là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội và được xem là thủ phủ miền Tây Nam Bộ. Trong đó, quận Ninh Kiều được xem là trái tim của thành phố Cần Thơ. Như viên ngọc thiên nhiên tuyệt sắc bên dòng sông Hậu thơ mộng, khu biệt thự ven sông hàng đầu Cần Thơ, Eco Villas mở ra một không gian sống lý tưởng, là nơi để tái tạo năng lượng và nạp đầy hứng khởi cho mỗi ngày tràn đầy hạnh phúc. Sở hữu vị trí vàng, liền kề đại lộ Nguyễn Văn Cừ, Eco Villas nằm trên 4 mặt tiền đường lớn ngay khu biệt thự triệu đô Cồn Khương. Từ Eco Villas, chỉ 3 đến 10 phút di chuyển, các cư dân tương lai sẽ được thụ hưởng tất cả các tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, sân golf, các khu vui chơi giải trí, khu du lịch nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao như khu Cồn Khương Riverside Resort, Vinpearl Cần Thơ, Lotte Mart, Bến Ninh Kiều, sân bay quốc tế Cần Thơ, làng du lịch Mỹ Khánh và trải nghiệm những trò chơi dân gian đặc trưng của miền Tây sông nước. Với thiết kế thanh lịch, hiện đại, khu biệt thự ven sông hàng đầu Cần Thơ Eco Villas nổi bật như một bức phác họa trẻ trung và mới mẻ giữa lòng thành phố. Sở hữu mặt tiền đường lớn thông thoáng với bao quanh là sông nước, cư dân của Eco Villas sẽ được hưởng trọn bầu không khí mát lành từ gió sông thổi vào, đem lại cảm giác khoáng đạt, bình yên. Một không gian sống thực sự xanh mát, trong lành và gần gũi thiên nhiên. Xứng đáng là một nơi nghỉ dưỡng và trải nghiệm khác biệt, cùng tổ hợp những tiện ích đẳng cấp ngay tại Eco Villas, hứa hẹn một cuộc sống tiện nghi đến tuyệt vời. Khu nhà phố thương mại được thiết kế tinh tế với mặt tiền rộng thoáng, sầm uất, thích hợp cho cả nhu cầu để ở, đầu tư và kinh doanh. Được thiết kế theo phong cách thanh lịch và hiện đại, cùng không gian sống nhẹ nhàng, ngôi nhà của bạn sẽ là tổ ấm hoàn hảo cho khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc và cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái, an nhiên. Tại Eco Villas, bạn sẽ trở thành chủ nhân sở hữu hàng loạt các tiện ích đẳng cấp. Mỗi thành viên trong gia đình bạn sẽ được chăm sóc từ việc mua sắm, vui chơi, giải trí, đến y tế, giáo dục. Mỗi sớm mai thức giấc, bạn sẽ được thả hồn vào thiên nhiên xanh mát khi dạo bước trên công viên sinh thái Eco Garden. Hay thỏa sức vui đùa, nâng cao trí lực của con trẻ và cùng các mầm non tương lai tận hưởng cả một thế giới thần tiên ngay khu vui chơi Wonderland. Thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng giữa làn nước xanh mát ngay khu hồ bơi Roman's Pool. Hoặc bạn cũng có thể tổ chức những bữa tiệc liên hoan ấm cúng, quây quần bên người thân, bạn bè ngay khu BBQ Garden. Và choáng ngợp trong không gian hiện đại, sang trọng với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng tại trung tâm thương mại Golden Mall. Tất cả đã mang đến một cuộc sống thật trọn vẹn, tiện nghi và lý tưởng. Eco Villas, khu biệt thự ven sông hàng đầu Cần Thơ, nơi nghỉ dưỡng và trải nghiệm không gian sống tuyệt vời.